Sáng anh chiên su tiết. Chết sợ bỏ về nó. Chết sợ bỏ về tới bữa dương tròn chá dương hành tôi tới. Dương chá. Chá đi. Chết. Vô ơi vô. Này xoay anh ấy mà ra. Trong bàn xây. Anh vô ơi. Anh ấy có miếng xoay trong ngon không? Chạy vô mấy hộp bạn vô. Anh ấy cái đắp lắc xoài trai. Anh nấu quá. Anh đừng anh nấu nơi ná đi. Anh á, nè nè. Tục ở kia vô. Anh á có miên trai tặng ngon. Anh á tặng mươn nè. Cất bạc tao. Quay đó nó ta. Con nó ta. Con 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 ta. Đây mấy chẳng? Đây một tô kia. Ồ, kia ngày muốn đó lấy một tuần chia tiết. Nào mà khai ta ơi. Ừ, mấy chai nữa ngày lấy nè. Vô nè, đó vô đấy. Quạt áo thế gì á? Ừ. Trẻ áo bán rồi mình ấy. Tại hôm ó vô ta có quát chào lấy. Còn cũng nhiều. Cái này là 22 mấy rồi, cái này cũng 10 mấy. Giờ chạy qua bên Ô Lâm. Ở đây là khu dân cư của An Tức. Chỗ này nói đúng ra là khu tái định cư. Nhà nước mua đất rồi phân lô rồi phát lại cho những người mà cơ nhở, người ta không có đất, người ta không có nhà đó. Rồi phát đất để cho bà con người ta có chỗ ở. Hồi xưa thì người ta cho mấy cái nhà lá, nhà con này nọ, chứ bây giờ người ta cắt nhà gì nè. Ta cho cắt cái nhà tường đẹp đẹp như nè. Coi như chạy vòng núi á. Đám cưới. Nhạc đó là nhạc đám cưới á. Bữa nay chạy vòng núi Cô Tô luôn. Hôm qua chạy phân nửa vòng. Khi mình quay trở lại thì chiều dài của nó cũng bằng một vòng núi. Còn cái này là mình chạy vòng quanh luôn. Cũng chiều dài chuyến đi nó cũng bằng nhau, nhưng mà hôm qua mình đi có nửa vòng núi thôi. Đi về thành vòng núi. Còn cái này mình đi một vòng quanh luôn. Thì nó cũng bằng với nhau. Nói với người Khmer, bây giờ là bắt đầu vô cái mùa cưới hỏi. Tại vì một mặt đó, theo cái phong tục đó, là cái mùa này là người ta làm ruộng xong hết rồi đó, người ta rảnh rang rồi, người ta bán lúa, người ta có tiền rồi, người ta tổ chức cưới hỏi gì là đúng cái mùa của nó. Đó, một mặt nữa là cái tháng 12 là cái tháng lạnh. Bây giờ bắt đầu mùa cưới rồi đó.
lấy cô tô. Mấy cái ruộng này ta kêu ruộng trên. Ruộng bên đây cũng thuộc ruộng trên. Mấy cái ruộng trên này ta thu hoạch mùa này là xong rồi đó, là không có nước để trồng nữa đâu. Có nơi thì ta có thể trồng đậu xanh, nhưng mà đa số là ruộng người ta bỏ không rồi, tại nó không có cái hệ thống thủy lợi để tưới tiêu. Mời vô bà lại đi. Hả? Không anh? Được tìm một này. Anh nhập vô đây cho mang bà lại đi. Nè. Mà ra hả? Anh đi. Nè. À vô tấu vô cháy. À nó mới ra chùm môi mơm tra trong bàn xây. Nhưng ấy là bán đấy. Nhưng tàn lo hơn. À nè. À nè cắt đập. Cắt đập lật chùm môi xoay chùm môi mơm tra. À chứ bán đấy. Nó tạc nhưng mà nó nhúng. Mẹ ra. Xoay mơm trao đập lạc. Đập lạc nè. Ủa ơi bán á. Vô tới lại. Mất lại ở khắp ta. Mà rẻ. À nôn. Mơm trai. À ni à nôn chùm mối mơm trai nè. Bốt nè. Rồi xoay cháy nè. À ni cái đập bật lắc. Nè. À nè có cái đập lắc đây nè. À nè cái nào bán đây nè. Tha à nè. À nè cái đập lắc. Ai ô ai. Ông bà ta. Nè. À vô à. À nó có miếng xoài tầng con không? Nè sấy sát. Nè, vô ấy. Anh ấy mày bán. Anh ấy viên này nè, côn bà nà này. Anh ấy là dao dưới nè. Đang cột vô không vô? Vô. Anh ấy này nè. Nhi.
cho dê vô vậy? Xoài khả năng nông miên nào? Khả năng thắng nông miên. Ăn đi. Ăn đi, khuyên khả năng ăn miên gì vậy? Hả? Ai vô em mát á? Mà ngay ý anh lưu ta xong xoài mối. Nè, khả năng nông miên xoài thế nè. Ba. Sang anh chiên su tiết. Chết sợ bỏ về nè. Chết sợ bỏ về tới bữa dương tròn chá dương hành tui tới. Dương chá. Chá đi. Chết nè. Ngầm dây tròn. Xoài lông. Xoài mùi tà lông cho mùi su hào. Ăn miếng đi, đôi cái này đi. Hôm ở đây mưa nè, chết kháng áo kia đây nè. Không mặc chóp chứ, nó khỉnh hẳn lâu. Không mặc chóp thì nó quất vậy. Không mặc chóp, à cụ hào mất xà mùi con cúc. Chai bác. Ơi, xà mùi con cúc. Chọn chá, chá xây có bán đấy. Vô ngào súp có bán đấy. Mẹ, tích ta tha ngào súp có bán đấy. Ồ, anh đang thay á, anh đang vui vui bằng bàm đón nè. Anh đang mặc lâu chẳng hà học sắp bia lơ. Chết sợ bỏ về nè. Chết sợ bỏ về tới à kháng khăn ông về xóa được bị cua nhá. Làm mấy cái thả thay xoay á.